Bôi đâu rồi? Này gặp vỏ mòn quá nha, không có mùi được. National 7 hot 6 bài cầm. Ôi, bắn nước ra nè. Nước ở đâu bắn đây ta? Nước à, đây đây đây. Ôi à, đổ thêm nước vào em. Dạ, nó chạy ra nước đỏ ra luôn. Đi vô máy không có ra lại nó chạy. À, nó chạy được. À, okay. Một dàn trào 6 cực kỳ đẳng cấp. Cái này cái đó cái gì đó, cái đó cái gì đó, hai cú, hai cú, hai cú, hai cú, cái này nó dư cú đây à, sửa quay các bạn. Hai cú, người mà hai cú thì hơi bị ngoan nhỉ. Ok, chào chính mình. Xe này lâu lâu mới chạy làng lên, còn họ tự kiếm cái đường cốt sáng không ra. Ờ, cho nên xe này đúng là không dám chạy rồi, không chạy là super lớp bê á, nước vậy là nó lớp bê á, không xe luôn ủ, đừng có chạy. Nó thay cái phốt. Tăng hơi. Sáu máy cơ bác, sáu máy, 1, 2, 3, 4, 5, 6 máy. Sáu máy, cái này có turbo. Sáu máy nhưng mà nó chỉ có 80 HP. À, sáu máy, 80 HP. À. Cái thằng 464 nó nhỏ, ba máy vậy mà nó 50 HP. Thằng này 80, này 60, 6 máy mà. Nó là như mảnh nào, thằng 6 máy thì nó mảnh nào, có 80 HP. Rồi, vô đăng zin 3 canh rồi nè. Ông thì anh đẹp rồi, xe ông mới cũ thôi. Chiếc co 6 cài ăn dầu gì cho nó không không nhau. Tôi cài có 700 ngàn dầu, cài hết mẫu máy này, tôi cài bao mặn. 6 ngàn 6 nó tới gần 90 HP. Mày nó ăn dầu nút rửa nút đo này. Đâu. Cái chụp cốp hay sao? Có xe mua vải vậy mà.
đó là của nó tháo ra. Chưa đèn mà không cần câu thì đi nhanh thì cũng cần câu. Mua về thì không có chạy ra, không có câu đèn. Một ổ chó. Chào chứ mình quá đẹp. Giang cài 90 9 bên 9 bên. Rồi giờ xe này giờ anh quyết định là giờ anh bán bao nhiêu? Tôi gọi nhưng mà cái gì vậy thì ông gói là 1 lẻ, ông gói là 1 lẻ chứ sao 2 người đông giống nhau lộn. Chủ vấn đề. Tôi đâu quá, nhiều khi ông kê lên tôi thì sao? 1 lẻ thì bán 115 triệu, gói cho 1 triệu làm cái thay cái ron cách nước ngay chỗ cánh quạt. Nó rộng. Không đủ 1 triệu không đủ lại đó đâu. Không đủ bây giờ phải lâu xe về chứ chạy không được rồi á. Và tốn cua xe về nữa. Thì bây giờ đây tôi nói anh về đi. Đó, bây giờ thôi, bây giờ là tôi không biết là giữa ông còn kẹt gì này tôi. Bữa giờ anh có điện cho em không? Tôi hả? Không, tôi xe bộ tôi vô coi luôn chứ tôi điện nói chuyện biết mẹ gì nói. Đúng không? Để vô coi cho nó rồi. Coi giờ nói cái chảo là mua nay từ nào giờ rồi mua 20 triệu nay 2 năm 3 năm nay em bán được cái chảo không cắt ra bán em không bán. Nói dành chảo 20 này 101 cái xe còn có 90 triệu xe 1 90 triệu gì. Nói dành chảo 20 theo cõi thằng coi còn gì được thì chuyển chảo 20 triệu là nó chuyển tiền cái rọt liền là nó cho mình qua lấy liền nó cõi cần qua coi. Vâng, và bây giờ thì Lê Tuấn cũng đã nói với các bác và Lê Tuấn tiếp tục quay cái đầu này với một cái giá bây giờ là 80 triệu các bác nhỉ. Riêng cái đầu này không thì em nói các bác là đầu với chảo 80 triệu chủ kêu đầu với chảo 80 triệu à. Rồi và cuối cùng thì em xin chân thành cảm ơn các bác. Bác nào cần đầu nạt tiêu nan 6 máy và một dàn chảo chiến binh 80 triệu các bác điện thoại cho em 0394 326 198 các bác nhé. Cuối cùng em xin thành cảm ơn, hẹn lại các bác video sau.